mua ở shop đồ phượt. Cầu trượt á? What the hell? Quý khách vui lòng để lại lời nhắn. No God! Ok, chào anh em nhá. Mình là Setup 1 đây. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một bài chạy dành cho anh em chạy part time, tức là chạy thời gian ngắn, rồi làm thế nào để không phụ thuộc vào ngọc, không phụ thuộc vào chương trình thưởng và không phụ thuộc vào Grab. Mình là giao hàng ở CT4A phải không? Vâng, em đang ở dưới rồi nhá, chị xuống hộ em đó. Kinh nhá, mở mắt ra có cúp luôn, 46k. Dự là một ngày cực kỳ là đông khách. Chắc là đây. Em ấy đơn về Trần Hữu Phước. Đơn của chị ứng 267 hả? Nào, chị gọi cho người nhận chưa? Bạn đang ở nhà đấy. Đéo tin. Em gọi cho chắc. Nãy chị nhắn tin Facebook hả chị? Quý khách vui lòng để lại lời nhắn. No God. Alo. Alo bạn ơi, ship đang giao hàng đấy. Bạn chú ý nghe điện thoại cho với, cho mình với. Bạn vừa gọi xong đấy. Bảo bạn, 10 phút nữa em qua đấy. 10 phút nữa là ra để hàng để bạn gửi điện thoại nhá. Alo. Rồi ok nhá. À, có gì nếu mà không liên lạc thì em gọi cho chị nhá. Rồi, okay. Chị gọi Facebook hả? Chị gọi Facebook. Ui, Facebook thì nghe nhưng mà điện thoại thì không nghe. Thế mới hay. Rồi em cảm ơn nhá. Mấy mẹ. Đây hả? Chị ơi, em đến giao hàng cho chị này. Về chỗ 111B1 phải không? Vâng, em đang ở ngoài nhá. Five minutes later. Nổ luôn cúp nữa này. Đúng rồi. Bao nhiêu? 267.000. Bao nhiêu? 267.000. Alo. Anh em mình đặt giao hàng đúng không anh? 137 Châu Bọc à? Vâng. Mỹ phẩm à? Ok. Anh đợi em một chút nhá, hôm nay qua đấy. Em bài đơn như Khuất Duy Tiến. Đúng rồi. Có anh ứng bao nhiêu ấy nhỉ? 796.000. 796. Tiền ship ai gửi ạ? Tiền ship bên đấy gửi. Vâng. Anh gọi cho khách chưa? Em gọi rồi đấy. Xong đây có hóa đơn luôn đấy. Alo. Chị ơi, mình có đơn hàng về Khuất Duy Tiến phải không chị? Vâng. Bây giờ em mới đi chị nhá. Tầm 10 phút nữa em đến rồi em gọi chị nhá. Nổ điện thoại anh em ơi. Không. 329.000. Đúng rồi ạ. Bao nhiêu ạ? 829.000 cả ship. Đây 30.000. Anh trả em 200. Oh my god. Wow. Mãi mới được quốc bo 1.000 anh em ạ. Bình thường không được bo gì cơ. Lại có quốc này anh em.
Mình nghĩ là lại COD tiếp. Lại COD 1 triệu tiếp nào. Đù mẹ mày, cuốc phải khoai rồi. Để đây đừng bị như con tôm anh ơi. Và em ứng bao nhiêu nhỉ? Ui, 9.8 rồi kìa. Căng thẳng ấy à? Anh gọi cho người ấy nhá. Anh vừa gọi rồi. Đưa em 20. Dạ. Phải sắm chứ chị, phải an toàn. Ba tiền. Của chị 980.000. Mua ở đâu thế? Cái này em mua ở shop phượt đấy. Mua ở shop đồ phượt. Công trượt á. What the hell? Trời ơi. Cảm ơn nhá. Lại nổ quốc ngay đây luôn. Mình lại đoán nó là COD tiếp. Siêu tốc à. Đúng cái nơi à? Shit. Anh em lấy đơn đi giao chỗ Trần Đăng Ninh anh ạ. Đơn là Trần Đăng Ninh nhở? À, tiền ship ạ? Vâng vâng, khách gửi ạ? Ok, cảm ơn nhé. Alo, chị ơi, mình có mấy cái đồ giấy gửi về số 1 Trần Đăng Ninh phải không chị? Dạ. Ờ, cái mấy cái hộp giấy ấy chị. Mấy hộp giấy gửi từ Lê Văn Thiêm. Gửi từ Lê Văn Thiêm, cái shop này là shop mấy cái đồ giấy ấy chị. Đồ bìa cắt tông ấy. Sao lại vậy nhỉ? Lê Văn Thiêm ở ngõ 33. Cái này là cái shop ấy chị. Cái này là... Chị hãy thử hỏi xem nào. Hay để em hỏi lại shop xem nào. Chị đợi em chút nha. Hàng này là hàng hàng bìa cắt tông. Chị ở số 1 Trần Đăng Ninh phải không? Hộp giấy đây. Vào đến nơi gọi chị nhá. Nơi gọi chị. Khổ. Mấy chị đặt rồi, không biết là mình có đặt hay không. Khổ. Chán. Nhiều việc quá. Alo, chị ơi, có phải chị ở cái chỗ nhà hàng Đông Sơn phải không chị? Vâng, em đang ở ngoài chị nhá. Chị ra đấy hồ em với. 37 cành. Rồi, tắt đã. Cho anh em xem. Mình bắt cốc xe đầu tiên từ 10:25. Bây giờ là 11:41 và mình được 138.000 để ứng dụng. 1:20. 1:20. Có chị 37.000 ạ. Chạy 1:20 mà mình được 138.000 tiền giao hàng. Không có một cốc xe nào gọi là cốc xe chở khách cả. 138 chia 5. Đến 4. 110.000. Mình kiếm được 110.000 trong 1 tiếng.
Nói chung là cái lợi nhuận giao hàng nó rất là cao. Lợi nhuận giao hàng rất là cao rồi. Nếu mà anh em mà không chạy full ấy, thì chạy thêm ấy, nhất định là phải có giao hàng nhá. Chắc chắn là phải có giao hàng luôn thì mình chạy thêm nó mới có hiệu quả được. Bây giờ ai chạy bay nữa, ai chạy rong người nữa, chạy chở khách bây giờ lỗi thời rồi. Chỗ này hay phết anh em ạ. Rồi mình nhắc lại lần nữa nhá, nếu anh em nào muốn chạy thêm ấy, chắc chắn phải đăng ký giao hàng nhá, bắt buộc ấy. Nếu anh em không muốn, anh em không muốn mất thời gian và công sức thì nên đăng ký giao hàng. Không thể trông chờ vào hết bay được, tại vì bay bây giờ lỗi thời rồi. Nếu anh em mà chạy thêm ấy thì anh em không thể nào mà chạy theo Ngọc được, thì cái giao hàng ấy nó không phụ thuộc vào Ngọc đâu. Nó Ngọc rất ít thôi, không phải là cái để mà mình cày Ngọc nhá. Thì đến đâu thì mình được tiền đến đó, cước còn to hơn GrabBuy. Cho nên là lợi nhuận rất là nhiều, lợi nhuận thấy ngay luôn. Anh em có thể một ngày chạy 3 tiếng thì chạy giao hàng thôi. Mà nếu mà 3 tiếng anh em chạy mỗi bay thì chắc chắn là mình nói thẳng là không ăn thua đâu. Trừ khi các bạn chạy từ 5 giờ đến 8 giờ sáng. Đó. Thì anh em mà có dậy được thì chạy giờ đấy, hoặc là 5 giờ đến tầm 6 giờ 30 tối thì họ tan tầm đấy, thì anh em chạy giờ đó thì chạy mỗi bay thì được. Còn nếu mà anh em nửa ngày ấy thì đăng ký giao hàng rất là sướng luôn. Sáng mở mắt ra không cần dậy sớm nhá. 9 giờ bắt đầu là góc quốc giao hàng rồi. 9 giờ anh em chạy 11 giờ 12 giờ về ăn cơm. Chiều đi làm tiếp. Rất là ok luôn. Kết hợp với bay nữa, bắt khách ngoài nữa, mặc áo vào. Nếu mà anh em mà chạy theo Ngọc ấy thì anh em phải chạy theo food này, chạy giao hàng nhiều điểm này. Mấy cái đó thì cước nó rất là bé, thì nhiều anh em mà không thể chạy được, tại vì nó lằng nhằng quá. Giao hàng nhiều điểm thì kinh Ngọc nhiều, chỉ những tài xế tốt thôi người ta mới chạy được, người ta đủ kiên nhẫn người ta chạy, biết được cái lợi nhuận của nó đem lại cho mình nhiều. Chạy mà 250 Ngọc ở mức 1 ấy thì ít nhất thì các bạn phải mất đến từ 5 đến 6 tiếng là nhanh ấy, 5-6 tiếng là nhanh. Không thì phải 7-8 tiếng mới đủ 250 Ngọc. Còn chạy 500 Ngọc thì bắt buộc là mất cả ngày rồi. Mất từ 12 tiếng, giỏi thì 11 tiếng, 12 tiếng đến 13-14 tiếng thì xong 500 Ngọc là được thưởng 160.000. Anh em nào mà trăm ấy, chạy 3 cái nửa ngày là gỡ được 1 triệu rồi. 1 triệu thì anh em đủ tiền ký quỹ rồi. Anh em giao hàng bình thường thì phải ký quỹ nhá. Ký quỹ 1 triệu cho công ty. Mà khi anh em thanh lý hợp đồng ấy, không muốn chạy nữa thì lên nhận lại 1 triệu. Còn một cái nữa là giao hàng tạm ứng COD thì rất nhiều anh em đăng ký. Cái đấy thì công ty không thu phí của mình nhá, không ký quỹ của mình nhá. Rất nhiều anh em mà đăng ký COD nhưng mà không dám chạy tại vì sợ lừa. Ở trên mạng thì nhiều vụ lừa quá rồi, đăng lên là anh em sợ. Thì mình chia sẻ là mình rất thích chạy COD. Lúc đầu thì mình sợ thôi, lúc đầu mình cũng sợ như anh em, không dám chạy. Nhưng mà về sau thì thấy cước có to, chạy nhàn, không ai chạy nên là mình lúc nào cũng được cuốc COD. Anh em thấy đấy, mở mắt ra có COD luôn. Mình chạy có hơn tiếng, được tầm hơn trăm rồi. Quá lời luôn, chạy COD, tội gì mà không chạy. Chạy COD thì anh em phải lưu ý là tuân thủ theo các chính sách mà Grab đề ra nhá. Thì lúc đó mà khi gặp trường hợp xấu ấy, mới được bồi hoàn. Nhưng mà chủ yếu ấy, anh em đừng để cái trường hợp xấu xảy ra. Tức là anh em phải xem khách như thế nào. Thái độ là cái rõ nhất để mà mình biết được cái cuốc này có bị lừa hay không nhá. Ngoài ra thì giá trị đơn hàng. Ví dụ như cái váy này bao nhiêu tiền này, ứng 300-400 nghìn, anh em phải nhìn nó mới hay cũ, có mác hay không. Và có hóa đơn đàng hoàng nhá. Hóa đơn đàng hoàng, nếu mà người kia không nhận ấy, khách không nhận thì mình quay lại mình bắt đền shop được. Thì anh em có thấy nhà to cửa rộng là vào thôi. Chung cư thì cũng 50-50. Ngoài ra đặc biệt ấy là mấy cái cước mà đặt GrabBuy này, đặt giao hàng siêu tốc bình thường này, không tạm ứng này, mà họ bắt mình ứng tiền ấy, thì đừng có bao giờ ứng nhá. Tại vì những trường hợp đó mình không được bồi hoàn đâu.
Và những cái đó mới là dễ bị lừa. Nhiều quốc là giao chứng minh thư bắt tạm ứng. Đó, giao chứng minh thư mà tạm ứng thì hỏng rồi. Anh em quay đầu ngay nhá. Và những cái nơi mà điểm đến ấy, nó thường là những cái địa điểm mà không rõ ràng. Đó, những cái quốc mà có vấn đề ấy, thì cái địa điểm đến là nó không rõ ràng. Giống như một vùng đất nào đó ấy. Đến đấy mình không thể nào mà biết được. Rồi thì những ai mà lừa ấy, thì họ sẽ thường hẹn anh em ở một địa điểm này, xong họ đi xe máy đến, họ đợi đấy, giả vờ rất bận rộn nhá, giả vờ là có công việc ấy. Thật ra là mình nhìn cái là mình biết ngay mà. Giao hàng tạm ứng thì thường là những cái món đồ mà bình thường, quần áo với cả mỹ phẩm đó, thì nó rất là nhẹ thôi, anh em chạy nhạt lắm. Mà trên đường đi nhá, anh em còn bắt được khách ngoài cơ. Ví dụ như có người vẫy chẳng hạn thì ok. Nếu mà trùng địa điểm đến ấy, hoặc là cùng hướng đi ấy, quá ngon luôn, nhân đôi kinh nghiệm luôn anh em ạ. Còn nếu mà mình chở khách bay ấy, thì làm sao mà anh em chở tông đôi được lên, đúng không? Cước vừa nhỏ mà cạnh tranh thì nhiều. Cước bay của Grab thì cũng gọi là cao rồi đấy. Còn không biết anh em bi với cả GoViet thì nó thấp nó còn như nào nữa, đúng không nào? Giao hàng cực kỳ lợi luôn. Chung quy lại ấy, về cái giao hàng tạm ứng này ấy, thì nó có một câu là liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Rồi làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một tí, nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Còn không làm mà đòi có ăn đấy thì anh em biết ăn cái gì rồi đấy. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn nha, ăn cứt thế rồi nó dễ. Trên đây là cái góc nhìn của mình về cái giao hàng. Cái tác dụng chính của giao hàng ấy là kiếm tiền nhanh, làm cái ăn ngay, có tiền luôn, không phụ thuộc. Cước phí cao, đỡ bị cạnh tranh, mà lại không bị phụ thuộc vào Grab nữa. Nghe đến đây mà anh em nào còn lưỡng lự là mình chạy thêm thì có nên đăng ký giao hàng không ấy, thì làm ngay anh em nhá. Đăng ký ngay cho mình giao hàng, đừng có sợ gì nhá. Nhiều anh em nghĩ là 1 triệu nó to, nhưng mà mình nói này, mình làm những cái mà không ai làm ấy, thì mình sẽ có những cái mà không ai có nhá. Nhưng em mà chạy nguyên bay ấy, thì làm sao mà có cái trải nghiệm mà nó tuyệt vời như thế này. Làm sao mà biết được có một ứng dụng giao hàng tuyệt vời như thế này, đúng không? Nhiều anh em đăng ký Grab và chạy thêm ấy, thì có cái suy nghĩ là Grab là chỉ là ứng dụng để chở người thôi. Thì cái suy nghĩ đấy là rất là hời hợt về Grab nhá. Mình tiếp xúc một thời gian với người tài xế này ấy, thì mình biết là cái lợi nhuận và doanh thu chính của nó ấy, không phải là chở người mà là giao hàng và giao thức ăn. Lúc đầu mình không hiểu các tài xế nào và anh em giao hàng như là Ahamu không có dịch vụ chở người thì những anh em đó lấy đâu ra thu nhập. Nhưng mà dần dần mình nhận thấy ấy, giao hàng với giao thức ăn nó mới chính là xu hướng và đem lại lợi nhuận nhiều nhất. Nên anh em hãy bỏ cái suy nghĩ Grab là ứng dụng chở người và tiếp nhận những cái mới và nắm bắt được cái xu hướng ở bây giờ để rồi tăng thêm thu nhập cho anh em, mặc dù là chạy thêm thôi. Nhưng anh em đừng làm cái gì hời hợt, mất thời gian, mất công sức. Trước khi anh em bắt đầu một công việc gì đó, dù là làm thêm thì anh em nên tìm hiểu. Còn đối với người tài xế, anh em có thể theo dõi kênh của mình để có thêm những kiến thức, từ đó có thêm nhiều thu nhập. Tại vì mình thấy người tài xế này rất là tuyệt vời. Rồi, lời cuối chúc anh em có thật nhiều cước xe và tăng thêm thu nhập của mình. Còn rất nhiều chiến thuật mình muốn chia sẻ với anh em. Chiến thuật nâng cao, chạy giao hàng công ty, giao hàng nhiều điểm. Nói chung là mình biết đến đâu mình sẽ chia sẻ hết với anh em đến đó. Mong anh em ủng hộ. Nếu thấy clip của mình hay và ý nghĩa ấy, thì anh em cho mình một sub vào kênh để mình có động lực làm tiếp nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em.